Hello, chào tất cả anh em. Video này chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa của nhà Lacoste, có tên là Lacoste Blanc. Như thế, mình sẽ nói những cái điểm mình cảm thấy là ưu điểm của nó và những cái điểm mình không hề thích về mùi hương của chai nước hoa này. Ok, let's go. Ok, điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là khi chúng ta nhắc đến những sản phẩm của nhà Lacoste thì có hai chai nước hoa có thể gọi là khá là nổi trội so với phần còn lại. Đó là Lacoste Pour Homme. Đây là cái mùi hương với sự kết hợp của mơ, vani. Mặc dù vậy thì cái mùi hương này mình thấy là nó không quá hợp với cái style mùi của các anh em dùng ở Việt Nam, bởi vì thứ nhất là mùi của nó là hơi ngái một chút, nó hơi đồng đồng và ngái, và mình nghĩ là nó không quá là hợp với cái phong cách mùi của các anh em dùng ở Việt Nam. Chai nước hoa thứ hai chắc chắn rồi, đó là Lacoste Blanc. Đây là cái mùi hương một chút floral, một chút ngọt và một chút tươi mát. Với cái mũi của mình thì mình cảm thấy khá là rõ ràng hoa linh lan, bởi vì hồi đầu năm mình sang Bali và ở bên đó họ gần như là mọi ngày họ sử dụng hoa linh lan này vào trong những cái bàn thắp hương ấy, nhỏ nhỏ đó, họ buổi sáng họ thắp hương, buổi trưa họ thắp hương, buổi chiều họ thắp hương, thì luôn luôn trong những cái khay thờ đó họ luôn đặt hoa linh lan. Và do đó khi mình ngửi mùi hương chai nước hoa này, mình chỉ cảm thấy mỗi một hoa linh lan và một chút tươi mát, còn lại thì mình không hề mình cảm thấy. Thế nhưng tổng quan lại, đây là một chai nước hoa mùa hè rất rất là ok. Nó có thể không phải là một trong những chai nước hoa mùa hè xuất sắc nhất, thế nhưng khi nói đến những sản phẩm của nhà Lacoste thì nó xứng đáng nằm trong top 3. Đó, đấy là cái điều đầu tiên mình thích về chai nước hoa này. Điều thứ hai mình thích ở chai nước hoa này đó là cái sự linh hoạt của nó, đặc biệt khi chúng ta sử dụng trong đi biển, đi dã ngoại và trong môi trường đi làm. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi biển, chúng ta sẽ mặc một chiếc áo polo, quần thể thao đầy phong cách sport. Và mùi hương nào, một trong những mùi hương nào hợp với phong cách này? Lacoste Blanc. Hôm nay chúng ta sẽ đi tụ tập, đi làm, và chúng ta cần cái mùi hương nó nhẹ nhàng, thoang thoảng và cũng khá là thu hút, thì Lacoste Blanc cũng là một trong những lựa chọn khá là thú vị. Do đó, điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này đó là cái sự linh hoạt mùi hương của nó. Điểm thứ ba mình thích ở chai nước hoa này đó là đây là một trong những chai nước hoa cực kỳ thích hợp cho cánh thanh niên. Từ khoảng sinh viên năm đầu tiên cho đến khoảng 25-26 thì bản nhất là chúng ta lại cần một cái mùi hương mùa hè không quá đắt đỏ, thì Lacoste Blanc chính xác là cái mùi hương như thế, nó rất thích hợp cho các bạn thanh niên. Do đó đây cũng là điểm mình thích ở chai nước hoa này. Tổng có lẽ ba điểm mình thích ở chai nước hoa này đó là nó là một trong những chai nước hoa luôn luôn phải được nhắc đến khi nói về nước hoa Lacoste. Mùi hương của nó rất rất là linh hoạt và nó là một trong những best choice dành cho các thanh niên Việt Nam. Từ sinh viên cho đến khoảng 25-26 thì nếu chúng ta cần một cái mùi hương nó năng động, nó linh hoạt thì Lacoste Blanc chính xác là cái mùi hương như thế. Ok, vậy còn điểm mình không thích về chai nước hoa này là như thế nào? Điều đầu tiên khi chúng ta nói đến về nước hoa của nhà Lacoste thì chắc chắn là phải nói đến Lacoste Blanc và một vài chai nước hoa khác. Và mùi hương của nó khá là hay. Thế nhưng phải nói thật là từ lúc bắt đầu xịt cho đến lúc dry down của nó thì cái sự biến chuyển mùi hương nó không quá nhiều. Do đó nếu như với một bạn nào mà có tính cách khá là khó tính thì đây là cái mùi hương nó khá là boring. Mới đầu xịt, một khoảng thời gian đầu xịt thì ok, nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng liên tục thì chúng ta sẽ cảm thấy là khá là nhàm. Đó, khá là boring. Còn lại nếu như bạn không phải là một người quá là soi xét, người chúng ta rất là đơn giản về mùi hương thì đã là cái vấn đề khác. Còn nếu như mà chúng ta đòi hỏi một cái gì đấy nó mùi hương nó phải phong phú hơn, nó phải đa dạng hơn thì Lacoste Blanc này thì mình không nghĩ là nó sẽ đáp ứng được như thế. Mặc dù như mình đã nói, mới đầu dùng thì sẽ khá là hay. Còn nếu gặp một bạn khó tính thì mùi hương này mình nghĩ là sẽ bị chê là hơi nhàm chán. Đó, đây là cái điểm đầu tiên mình không thích về chai nước hoa này. Điểm thứ hai mình không thích đó là mùi hương này không phải để dành cho mùa lạnh. Bởi vì thực tế mình đã từng trải nghiệm khi mình xịt vào mùa lạnh thì mùi hương của nó khá là nồng, rất rất là khó chịu. Đó, mặc dù mùa hè của nó mùi hương nó rất là nhẹ nhàng, nó không hề gây ra chúng ta một cảm giác gì nó khó chịu. Thế nhưng khi xịt vào mùa lạnh thì nó lại là giống như một con dao sắc lẹm và nó gây khó chịu cho chính người xịt, chứ đừng nói gì đến cho người ngửi. Do đó chúng ta cần phải hết sức lưu ý là chai nước hoa này không được dùng cho mùa lạnh. Đấy là cái điểm thứ hai mình không thích chai nước hoa này. Và điểm cuối cùng là cái nắp của nó. Chỉ cần một sơ sẩy thôi là chúng ta
sẽ bay màu cái chai nước hoa này, bởi vì cái nắp này gần như chỉ có tác dụng là cái nắp mà thôi, không giữ được cái gì cả. Mình không thích về cái điều này cho lắm. Đó, tổng kết lại, chai nước hoa này có đáng mua hay không? Cá nhân của mình, đây có thể không phải là một trong những chai nước hoa mùa hè tốt nhất đó, thế nhưng nó đáng để chúng ta thử một cái gì đó, một dạng một kiểu thử thách. Bởi vì đôi khi những cái thử thách nó sẽ hướng đến chúng ta một sự bất ngờ, và đôi khi những thử thách nó lại làm cho chúng ta thất vọng. Thế nhưng cá nhân của mình thấy chúng ta nên thử chai nước hoa này, bởi vì như mình đã nói, mùi hương của nó khá là khác biệt so với những cái mùi hương của nhà Lacoste, và đáng để cho chúng ta thử. Đặc biệt các anh em nào, cái thứ nhất là thanh niên cần một cái mùi hương linh hoạt và hỏa lực của chúng ta không phải là quá là mạnh, thì nên ưu tiên chai nước hoa Lacoste Blanc này. Ok, thì vừa sang mình vừa chia sẻ đến anh em những cảm nhận của mình về chai nước hoa Lacoste Blanc. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.